Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn một trong những cái chiếc xe sedan hai đầu giá rất là rẻ. Hiện tại cái mẫu xe này thì nó đang có giá bán là chỉ 425 triệu các bạn nhé. Accent 1.4 số sàn bản thiếu, hay còn gọi là bản bay ấy. Chiếc xe này thì rất là phù hợp cho anh em chạy taxi dịch vụ, tại vì rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu, bền, đồ đạc rất là rẻ. Và đặc biệt là cái chi phí đầu tư ban đầu nó thấp, 425 triệu là chúng ta đã có cái VAT rồi. Nếu mà xuống đường biển tỉnh thì các bác chỉ cần chuẩn bị thêm cho em khoảng 45 triệu thôi là xe có thể xuống đường rồi. Đó, tức là tổng thể con này hoàn thiện biển tỉnh nó chỉ rơi vào khoảng 475 triệu. 475 triệu cho một chiếc xe mới 100% sedan hai đầu. Đây, các bạn quan sát tổng thể chiếc xe ngoại thất, xi nhan LED trên gương có đầy đủ hết các bạn nhé. Chỉ mỗi hơi tiếc chút là la răng thì vẫn là la răng sắt thôi, sau đó được ốp giả. Phía sau thì chúng ta có cụm đèn LED, tuy nhiên thì các công nghệ hỗ trợ về lùi xe thì chúng ta không được trang bị gì cả. Camera lùi cũng không có này, cảm biến lùi cũng không có. Cái này thì các bạn trang bị thêm đơn giản thôi. Ví dụ như lắp một bộ DVD với camera lùi thì giá thị trường bây giờ tốt, loại tốt thì rơi khoảng 8 triệu, loại rẻ tầm loanh quanh 4 triệu là chúng ta đã có đủ camera lùi rồi. Phía trong nội thất này rất là rộng rãi. Chiếc xe này lấy về các bạn chạy taxi hoặc là dịch vụ thì tôi nghĩ là quá tuyệt vời, hợp lý, nhanh thu hồi vốn. Mẫu xe này có được Lê Văn Lương hỗ trợ bán trả góp các bạn nhé. Chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe thôi, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm. Lấy được con này thì đơn giản thôi, các bạn chuẩn bị khoảng tầm 45-50 triệu này là tiền đăng ký, với lại khoảng 90 triệu tiền xe, tức là khoảng 140 triệu là đầy đủ hết, lăn bánh xuống đường có cả bảo hiểm luôn. Số tiền còn lại thì ngân hàng sẽ cho các bạn vay trả góp. Cái lãi suất trung bình nó rơi khoảng tầm 0.7-0.8% một tháng gì đó, tức là 100 triệu mất 700 nghìn tiền lãi. Bạn nào vay 300 triệu thì tháng nào cao điểm nhất các bạn trả khoảng 2 triệu tiền lãi thôi. Lãi nó sẽ giảm dần hàng tháng. Hộp số sàn 6 cấp nhé. Các bạn lưu ý là xe thì vẫn chỉ trang bị cái đầu CD thôi, 4 loa, điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa cơ dạng thường, không có cửa sổ trời. Ghế thì vẫn là ghế nỉ thôi, chỉnh cơ. Nói chung là để hoàn thiện chiếc xe này các bạn cũng cần phải trang bị thêm một số chút nữa. Ví dụ như là dán phim cách nhiệt này, trải sàn, bọc ghế da. Có điều kiện hơn thì chúng ta nâng cấp DVD cộng camera lùi. Một cái gói tổng thể như thế mà gọi là rẻ nhất có thể dùng được, bây giờ nó đánh quanh khoảng chục triệu. Nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu cái mẫu xe này, lái thử cũng như là tham khảo cái giá bán thì vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới để có cái giá chính xác nhất vào cái thời điểm hiện tại.